Bạn ăn gì không? Bánh tráng, rau sống, dưa chuột, trứng, thịt heo nướng. Đây, mình đang nướng ở trên kia rất là nhiều. Đây, mình cắt ra, kiểu như là với sao bạn cuốn lại. Đây, sau khi cuốn lại là các bạn thấy được này. Để mình ăn cho bạn coi. Món bánh tráng cuốn thịt heo nướng, món mới xuất hiện gần đây. Kỳ công đúng Bởi vậy ăn nhé. không? Đấy. Hơn muốn đi nướng nữa. Ngon. Nước chấm gia truyền nữa. Kiểu như bỏ đâm lên này bỏ cái thịt nó quá mà đưa mình cầm mát thì nó được tự nhiên bạn coi. Nào. Đó.